Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Ngày hôm nay thì Bất Động Sản Nhà Tốt xin giới thiệu tới tất cả mọi người một cái sản phẩm mới do chính chủ đầu tư ở bên Nhà Tốt đầu tư và xây dựng. Đó là một cái vị trí nhà ở tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ở đây thì là có hai căn nhà được xây theo hình thức liền kề với diện tích là 30m², được thiết kế là 4 tầng. Đã đầy đủ toàn bộ cái sổ đỏ, giấy phép xây dựng, giấy tờ pháp lý. Được thiết kế 4 tầng, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có vị trí rất là thuận lợi, đường ở trước nhà mọi người có thể thấy đây. Ngõ ở trước nhà rất là rộng, hai ô tô là có thể tránh nhau thoải mái. Có hướng nhà là hướng đông nam. Đấy, và được chúng tôi đang chào bán với giá chỉ từ 1 tỷ 650 triệu đồng là mọi người là có thể sở hữu ngay căn nhà này. Xung quanh ngôi nhà thì đầy đủ tất cả các tiện ích là điện, đường, trường trại. Khu dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng. Thì sau đây tôi xin giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà để cho mọi người có thể là thấy được rõ hơn. Đây là cái vị trí mặt tiền của ngôi nhà đây. Toàn bộ cái mặt tiền này được ốp bằng đá granite. Cửa chính và cửa sổ đây. Hiện tại là tôi đang đứng ở phía bên trong tầng 1. Thiết kế của tầng 1 thì là sẽ bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Đấy, thiết kế là tương đối hợp lý, đảm bảo cho một gia đình là 4 người, 5 người là ở thoải mái. Đấy, bởi vì là nhà đang trong quá trình hoàn thiện mà một số khách hàng đang có nhu cầu muốn mua, muốn xem video thực tế trước khi đi xem. Thì là chúng tôi nên quay lại trước để cho mọi người là có thể là hình dung nó rõ hơn. Đấy, toàn bộ cái hệ thống trần, thạch cao và đèn led tại đó hoàn thiện xong hết. Thì hiện tại ở cái khu vực tầng 1 này là chúng tôi chỉ cần lắp tủ bếp và lắp cái đồ thiết bị vệ sinh là chúng ta là có thể là chuyển đồ về ở ngay. Thì sau này là cái hệ thống tủ bếp này sẽ được hoàn thiện là bằng gỗ công nghiệp, gỗ chống cong vênh muối mọt. Toàn bộ cái hệ thống chậu rửa và vòi rửa là sử dụng là hàng nhập khẩu Hàn Quốc inox 304. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì có cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và trong nhà vệ sinh của tầng 1 này thì sẽ có đầy đủ bồn cầu, lavabo và có thêm cả máy bơm để bơm nước cho toàn bộ ngôi nhà, cho tất cả các hệ thống nước sử dụng. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Thiết kế của tầng 2 thì sẽ bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ phía bên trong, một phòng ngủ phía bên ngoài và nhà vệ sinh nằm ở giữa. Đấy. Đây là phòng ngủ phía bên trong. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Có cửa sổ mở ra bên ngoài để ánh sáng và không khí rất là thoáng. Trần thạch cao, đèn led và có cửa thông phòng và sử dụng là bằng cửa gỗ thịt. Sau đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 thì sẽ tương tự như nhau. Đấy, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây, phòng ngủ ở phía bên trong đây. Phòng ngủ bên ngoài. Toàn bộ cái hệ thống gạch lát nền là chúng tôi sẽ sử dụng là gạch lát nền hàng loại 1, đảm bảo chất lượng của sản phẩm và đảm bảo là cái tính bền khi sử dụng trong thời gian lâu dài. Đây là nhà vệ sinh ạ. Toàn bộ cái gạch ốp nhà vệ sinh là sử dụng là gạch ốp 30-60, gạch lát nền 30-30 chống trơn trượt. Và trong nhà vệ sinh này sẽ có luôn cả cái ô thoáng đây. Đấy. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ, cửa nhôm Việt Pháp. Tiếp theo đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một phòng thờ và một sân phơi. Đây là khu vực phòng thờ. Cửa thông phòng mà sử dụng là bằng cửa gỗ thịt. Và đây là khu vực sân phơi. Đấy, sau này thì chúng tôi sẽ hoàn thiện hết toàn bộ những cái hệ thống
mái tôn và chuồng cọp xung quanh. Đấy, như những nhà xung quanh này mọi người có thể thấy, đảm bảo tính an toàn cho ngôi nhà. Và đây là cái khu vực để máy giặt, chúng tôi đã thiết kế sẵn xong cái hệ thống điện, hệ thống nước chờ và nước thải. Đây là cái ô giếng trời để thông với lại dưới tầng 2 và tầng 3 đây. Mọi người là có thể nhìn xung quanh luôn. Đấy, là ở quanh xung quanh ngôi nhà này thì là dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng, đường xá rất là thoáng, rất là rộng. Đấy, chúng ta có thể nhìn lại cái phía đường ở trước nhà đây. Đấy, sau này là ô tô là có thể đỗ ở trước nhà luôn. Tôi xin nhắc lại một chút về thông tin của ngôi nhà này. Thì là có diện tích trên sổ đỏ là 30m², được thiết kế là 4 tầng, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Có hướng chính là hướng đông nam. Và cái đường trước nhà là đường rộng 5m. Đấy, mọi người đang được chúng tôi chào bán với giá chỉ từ 1.650.000.000. Mọi người có nhu cầu cần mua nhà hoặc là cần tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản khác cần bán của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.